Trời, đã chưa? Ngon lành cho mọi người. Trời, nó lì. Được, gặp mấy em lì này ngon đấy. Cái gì gặp mấy em lì này đã. Trời. Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay lại tiếp tục đi câu lưng sông. Thì cái con sông này thì bèo nó bích lâu năm lắm mọi người. Đục bình bích quá trời luôn nè. Bích nó phủ hết nguyên một con sông luôn. Đây mọi người thấy không? Nè, xa xa bên kia nè có cái cầu nè. Phủ hết luôn rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi test thử cái lưỡi cầu mới nha. Thì cái dạng lưỡi cầu đây thì mình cũng mới làm. Theo cái cách làm của anh em bên Indonesia đó mọi người. Đây cho mọi người xem nè. Đây là cái dạng lưỡi, đây là cái kiểu lưỡi cũ của mình nha. Cũ nè. Còn cái lưỡi đây là lưỡi kiểu mình làm theo của anh em ở bên Indonesia nè mọi người nè. Nè. Lưỡi mình vẫn làm con ngạnh nha. Và cái đường cong đường nét của nó mọi người để ý nè, thấy chưa? Mình thấy anh em ở bên Indonesia làm cái kiểu lưỡi này câu cũng rất là hiệu quả mọi người nè. Nó có cái ở dưới đây nó bào ra nha, và nó đang nó có cái đường cong của nó nè. Thì hôm nay mình sẽ test thử cái lưỡi đây nha mọi người nha. Hy vọng là nó sẽ hiệu quả nha. Nếu mà nó hiệu quả thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái lưỡi như vậy nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi tìm hang nha. Tìm hang ở dọc bèo đây nha. Ở đây thì khả năng dễ có lưng khủng nha mọi người. Rồi mình mới vừa tìm được một cái hang dưới đây mọi người. Nè mình xong cái cây nằm ở dưới đó nha. Giờ mình vạch ra cho mọi người xem nha. Đây mình vạch nhẹ nhẹ thôi nha. Nhẹ xuống là nó đụng cái đường hang của nó rồi, nó câu được rồi. Rồi, lên nước nè. Nó vừa trống cái đường hang ra là mình câu được mọi người. Ồ, thở luôn rồi chưa? Ha. À. Này, ồ mọi người thấy thở chưa? Ngon lành nha. Đã chưa? Để cho nó nuốt tí nha. Rồi, in luôn. Này. Lương quá lớn thôi. Được nha mọi người. Lương nói chung bằng cỡ này thì mình chơi được rồi. Mà lưỡi hiệu quả nha. Lưỡi mới hiệu quả đó mọi người à. Được đấy. Rồi, ngon lành. Vào túi luôn. Nói chung là khai trương làm cái lưới mới vậy là được rồi. Có dính không trượt là được nha mọi người nha. Rồi, tiếp tục nghe mọi người. Rồi, có hang nè mọi người nè. Hang cũng được. Ui, thở luôn á chưa. Ui, lấy luôn nè. Đã chưa? Mình vạch ra cái lên thực sáng luôn. Trời ơi, làm trơn. Làm muốn rách màu rồi. Vạch ra cái động cái lên luôn. Thank you.
rồi. Đây, mấy con nó vàng vàng đã mọi người. Này. Đây, hình nén nè. Mấy con nó vàng, đẹp. Vật động cái lây nó chụp luôn đây. Đã chưa? Nhưng mà là mấy cái lưỡi câu kiểu như vậy là dính sát ghê mọi người. Dính có ngát luôn á. Nè. Có ngát luôn, hút vô là có ngát luôn. Mình lấy tầm cho nó sáng mọi người xem nè. Là hình nén mọi người. Này nuốt hết cái lưỡi luôn. Nuốt hết cái lưỡi luôn đó ta. Ừ. Con này nuốt quá, nuốt sâu quá. Để nuốt sâu quá nè. Dễ tồi lắm. Rồi, ra. Rồi, hai con nha mọi người nha. Nói chung là lươn ở đây mình thấy nó cũng trọng trọng thôi chứ nó không có lươn khủng rồi. Chưa thấy lươn khủng rồi. Trọng trọng mọi người à. Rồi. Rồi, có hàng dưới đây mọi người nè. Đấy. Hàng cũng được nha. Ngon lành, mấy hàng này ngon lành đấy. À, nó có hai đường đi nha, một đường qua đây nè, một đường qua kia. Ui thở này, thở này. Ồ, ui lên luôn. Lên lên lên. Đó, thấy chưa? Trời. Đã chưa? Ngon lành cho mọi người, trời nó lì được. Gặp mấy em lì là ngon đấy. Cái gì gặp mấy em lì là đã. Trời anh dứt ruột màu ra mà nó không dính nè. Trời anh ngóc sẻn cái đào luôn nè. Ô con này đói lắm rồi mọi người. Con này đói lắm rồi. Nè yeah, trời ly. Cua đó mọi người. Cua đó bói, cua bá lì đó. Lì không biết tả luôn mà. Lâu xuống mà con ngậm cũng không dính ra lưỡi nữa chứ. Này để mình trở cái đầu lưỡi rồi cho nó dính nghe. Ui, trở cái đầu lưỡi mà nó ngậm trượt. Để mình chọn cái đầu lưỡi này lòa ra một tí. Chứ con này lì lắm. Đã chưa? Táp chém cũng trật rồi. Đùi, dục dục rồi. Táp giá mà cũng không dính cái đầu lưỡi nghe. Không dính cái lưới. Đâu mất rồi mấy nữa. Lẫm được xi màu cái trấu nghe. Để cho nó táp vào mà nó táp không được, nó tắt bung. Nó táp vô cái bung cái lưỡi ra ngoài mất. Nhỏ mắt rồi mấy nữa.
chưa thấy mà trốn rồi. Chưa thấy mà trốn rồi. Đâu mất đi. Đâu lên 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 lại đây. Chưa đau chưa đùi thấy mình bỏ chạy. Nè lên lại nè. Trời mới miếm thôi mọi người, mới miếm thôi. Biết mà có nuốt không mà mới miếm thôi. Dưa bà mí mà lậu cũng dưới rồi bà thả thôi. Coi này mọi người nè. Ủa cái con này sao không nghe. Con này không. Con này không đấy. Ăn cái kiểu không. Thế giờ nó ngậm sao mà cũng trưởng biết ta. Ngậm không vô cái miệng. Miếm miếm ở ngoài thôi. Khổ con này nè. Để cho nó nuốt kỹ luôn nha mọi người. Ủa rồi rồi, rồi cũng thả thôi. Của bạn là mọi người thấy bạn thảm không? Đó, của bà ủng này bạn thấy thảm gì đâu luôn á. Ngán luôn mọi người ơi. Thiệt thật tình luôn á, mình ngán luôn với con lươn này luôn á. Ăn cái kiểu gì? Ăn kiểu gì mình không hiểu luôn á. Thôi, không tìm nữa. Rồi, có hàng gì đây nghe. Gì mới ta? Thở thì sao? Ủa, thở chưa? Thở đây, hay lên này. Lên. Rồi.
Rồi, ăn. Để cho nó nuốt nè. Ui, to. Ăn khe. To mọi người ơi. Đây, mọi người thấy lưỡi mới ra sao nè. Rồi nó nuốt hết luôn á, nuốt hết nửa cái lưỡi luôn. Đây, ngon lành nha. Đây, mọi người thấy cái lưỡi mới hiệu quả không? Tại cái con mới nãy là mình phỉnh quá, cái nó điếc, nó không dám ăn nữa. Nó điếc không ăn như cho cơm. Chứ mấy cái con này thì táp vô là dính liền. Đây, nó lò cái bẻ đuôi ở ngoài đó. Rồi, lên thôi. Quán như đây luôn ta. Trời, nguyên cái đùi có luôn mọi người à. Đây, vậy đó nghe, cho nên không xảy đâu. Từ là nó mát nữa hết kìa. Mát nữa, hết nữa, cái nửa lửng lửng luôn mà. Thì cái mai cho nó ngày nha. Trời, trời, quán nhiều con đùi có nữa chứ. Chung mà lưỡi cao lương cái kiểu mà của Indo á mọi người, nhiệm lắm đó nha. Nhiệm lắm đấy. Mình thấy anh em đi câu, mình thấy anh em Indo câu á mọi người, câu rất là sát luôn á. Thấy dứt phát là dính liền. Rồi vào. Ba con. Chung là hôm nay thì mình cũng tranh thủ thôi mọi người, tranh thủ đi một lát thôi. Rồi để test thử cái lưỡi thôi nha. Test thử cái lưỡi thử nó hiệu quả ra sao thôi. Chứ còn dạo này trời nó nén lắm mọi người, đi không nổi luôn. Nè, mình cho mọi người xem lại cái lưỡi nha. Đây. Đây mọi người xem kỹ lại cái lưỡi nha. Cái đường cong của đây là cũng hơi yếu nè. Chứ đường cong của thấy anh em làm ở Indo làm thì nó cũng mạnh lắm. Nó cũng cao đẹp lắm mọi người à. Thấy chưa? Rồi thì đến đây thì mình cũng xin tạm dừng video nha. Thì hôm nay test thử cái lưỡi mới thì thấy cũng ok ngon lành đó mọi người à. Thì đến đây thì mình cũng dừng video. Và mình sẽ hẹn mọi người và các bạn ở video lần sau nha. Thì lần sau thì sẽ có lẽ là mình sẽ làm một cái video hướng dẫn làm cái lưỡi câu như vậy nha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người và hẹn tất cả mọi người ở các video câu lương lần sau của mình nha.